Tờ giấy có kích thước là 5 x 10 cm ha. Rồi các bạn cùng mình gấp ha. Sau mình gấp thành đôi rồi. Rồi mình gấp 4 góc luôn ha. Đây cũng tương tự ha. Tìm thế này ha, bên đây cũng vậy.
xong gấp một cái cặp sách hình trái tim đôi như thế này các bạn. Mình gấp vào nó sẽ như thế này ha. Đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình hướng dẫn gấp một cái kẹp sách.